đây đây tay 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 nắm ở đây cái trái này rồi đúng rồi bước lên rồi. Bắt lên chân lên như kiểu thế đấy. Thôi hai chân đạp vào đồng hồ. Không sao. Bây giờ nó đứng ở đây nó sẽ quay 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 đi quay lại để cho mình. Ôi đừng mặc áo đỏ, cất hết áo đỏ đi nó phi xuống giọng. Nó cứ nhìn thấy bác áo xanh ấy. Nó quay ở quay quay này. Lại luôn. Đây cây đi rồi má đi bắn luôn. Bỏ tôi đi phải không? Chân chân em phải đập đập bông luôn á. Chỉ cứ nắm chân như thế thôi. Đập bông như này cũng đập bông. Đập bông nó đi nhanh hơn đấy. Hôm bữa em lên cái hừ ở đây nó tốt lắm, bông to lắm rồi. Lao chị cứ bám chặt vào là được. Thôi được rồi, hết đồng rồi đây. Nhưng mà xuống kiểu gì bây giờ? Chị lên thế nào chị xuống như thế. Hai tay chị nắm ở đây, hai tay chị nắm ở đây xong rồi. Giơ hai chân này đứng thẳng lên xong chân chân lên. Đứng đứng. Đấy chị vững mạnh đấy. Vững mạnh ra. Lên như lên ô tô mà. Vóc chân. Chả đỡ vào cái gì cả. Không được. Chị cứ lên thế này. Vác vào đây là vùng vùng này. Mình xuống mình lại đứng thẳng chân này lên. Đứng thẳng chân trái lên lên. Đây chị cũng biết anh hay. Chị cưỡi đã cưỡi cưỡi vài vòng mà không? Nó chỉ quay tao dáng như này thôi. Nó chỉ quay tao dáng với đi từ kia ra đây thôi. Hay nhỉ? Quay đi. Chụp nhưng mà bán ngay. Thế anh cứ sờ cái đấy có nó thò ra kìa. Tại sao lượn lượn đi? Em chờ lên ngựa mà nó lại dài ra. Đó. Mà kiểu sao này? Ngồi không con ngồi không? Sao nhấn nó được đi mà em không được đi. Đi đi. Giật cái tay tay ra đi em nhớ đi. Anh dạ, chị đưa cái, kéo cái cương của nó kìa kìa. Cầm cái cương ở dưới. Hết tiền nó bắt nó dừng lại.